49 gặp 50, bà cô chạy vision leo lề đòi dẹp quán nước vì lấn chiếm vỉa hè gây tranh cãi. Mới đây mạng xã hội lan truyền một tình huống bi hài khi hai bên giành nhau thứ không thuộc về mình. Video được ghi lại bởi chủ của một quán nước, người này đăng video lên mạng với tâm trạng bực tức. Lúc này là giờ cao điểm đang kẹt xe, một cô tầm 50 tuổi chạy chiếc xe Vision có vẻ ngoài sang trọng. Vì không chen được dưới lòng đường nên cô phi lên vỉa hè đi cho nhanh. Thế nhưng cô lại gặp mớ bàn ghế của quán nước cản đường, vậy là cô đích thân xuống xe dọn dẹp hết mớ bàn ghế để giành lại vỉa hè. Đã thế cô còn không quên liên tục lớn tiếng rằng quán đã lấn chiếm lề đường cho người đi bộ, rồi cô ung dung lên xe chạy với vẻ mặt đắc thắng. Nhân viên khó chịu cho rằng vỉa hè này là của quán, nhưng em còn non quá không cự lại được người lớn tuổi như cô xe Bison. Cãi nhau dù đúng dù sai thì vỉa hè vẫn là nơi dành cho người đi bộ. Một số bình luận của dân mạng để lại, cả hai đều sai nhưng lấn chiếm để kinh doanh thì quán cần được phạt, trừ khi quán đã mua cái vỉa hè rồi. Nếu như mình thì xin chủ quán thông cảm, nhà có việc gấp phải về. Biết là cả hai đều không đúng nhưng tôi vẫn thích bà cô hơn. Cả hai đều sai nhưng nếu bị phạt thì quán sẽ bị. Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện trên? Hãy để lại bình luận cho Tình Bà Phúc biết nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tình Bà Phúc để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.